Rồi, xin chào các bạn. Trên tay của mình đang là Galaxy A12. Và trải qua gần một tháng mình có cơ hội được sử dụng cái máy này như là cái thiết bị chính của mình. Thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em là trong một tháng vừa qua những cái cảm xúc của mình đối với cái chiếc máy này là như thế nào. Cảm nhận của mình sau ngần ấy thời gian cũng tương đối dài. Bạn nghĩ đi, một năm có 12 tháng mà mình đã sử dụng cái máy này một tháng rồi. Về cơ bản thì nó không khác quá nhiều so với những ấn tượng ban đầu mà mình đã chia sẻ với anh em trong cái bài đánh giá chi tiết. Cụ thể nó là những cái gì? Đầu tiên hết đó là về thiết kế. Đối với mình, một chiếc điện thoại với cái mức giá chưa đến 4 triệu mà lại sở hữu cái thiết kế như thế này thì rõ ràng là một cái điều gì đó được đánh giá rất là cao. Bản thân mình rất là thích cái thiết kế của Samsung Galaxy A12. Mặc dù chỉ là những cái vật liệu được dùng để làm những cái thiết bị giá rẻ thông thường thôi, nó là nhựa, nó là kính. Tuy nhiên cái cách xử lý bề mặt nhựa ở cái mặt sau của cái Samsung Galaxy A12 này rất là hay, rất là đẹp mắt. Nó là một cái gì đó, nó chia ra làm hai phần. Một cái phần phía trên theo dạng vân carbon và ở dưới thì là một cái bề mặt nhám. Nó tạo cho cái cảm giác không hề rẻ tiền trên thiết bị này về cái mặt thiết kế. Tiếp theo, trang bị giúp mang lại cho mình những cái sự hài lòng nhất định, đó chính là cái màn hình. Mặc dù có cái độ phân giải không cao, chỉ là 720 x 1600 pixel thôi, tuy nhiên cái lợi điểm của nó là nó có kích thước khá là lớn, lên tới 6,5 inch. Và với kích thước rộng rãi như thế này thì chúng ta có thể thoải mái xem những cái nội dung ở trên đây. Mình là một cái người rất là thường xuyên xem những video trên YouTube, và đối với cái màn hình có kích thước lớn như thế này thì nó đáp ứng đủ cái nhu cầu của mình. Tuy nhiên, như đã chia sẻ trong video đánh giá, hệ thống loa không tương xứng với trải nghiệm về mặt thị giác. Mình hy vọng là sau này những cái thiết bị kế thừa của A12 sẽ được nâng cấp nhất định đối với cái hệ thống loa. Đó là cái điều mà mình rất là kỳ vọng. Nó có cụm 4 camera được thiết kế theo cái hình vuông rất là đẹp mắt, và khả năng chụp của nó rất là tốt trong cái điều kiện ánh sáng tốt. Nó là một cái cụm 4 cảm biến với cảm biến chính lên tới 48 megapixel. Và cái cảm biến này khi mà chúng ta chụp trong cái điều kiện ánh sáng nó tốt thì những cái tấm hình cho ra với chất lượng ở mức hoàn toàn chấp nhận được, thậm chí là có thể dùng cái từ là đẹp, chất lượng rất là cao. Thì bên cạnh đó còn có những cái ống kính khác, những cái cảm biến khác để giúp cho việc sử dụng cái hệ thống camera này nó trở nên đa dạng hơn. Ví dụ như là ống góc rộng và macro. Mình thì rất ít sử dụng cái macro. Tuy nhiên cái ống góc rộng lại là cái mà mình sử dụng khá nhiều. Nó có độ phân giải là 5 megapixel. Mình rất thích sử dụng ống góc rộng là tại vì khi mà mình chụp cho người, mình hay có cái kiểu là mình để máy ở góc thấp và chụp cái người đó, lấy toàn bộ người đó cũng như là cái background ở phía sau, và những cái bức hình như vậy thường nó sẽ khá là ấn tượng, và mình rất là thích cái kiểu chụp như vậy. Cho nên cảm biến góc rộng là một cái gì đó mà mình cảm thấy rất là thích trên cái Samsung Galaxy A12 này trong suốt một tháng qua mà mình sử dụng nó. Đối với những chiếc máy giá rẻ thế này, hiệu năng không phải là một cái yếu tố được kỳ vọng quá cao. Cấu hình của nó thật sự đáp ứng được cái nhu cầu chỉ ở mức cơ bản thôi. Khả năng của máy này nó sẽ mang lại một số những cái lợi ích nhất định và cũng có một số cái khó khăn nhất định, và mình sẽ chia sẻ nó ngay sau cái phần mà mình sẽ nói về pin. Thì pin của máy là 5000 mAh, và nghe cái con số thôi là đủ để hiểu máy có thể trụ được bao lâu. Mình đã sử dụng cái máy này, cái việc sạc pin cho nó gần như là diễn ra rất là ít. 5000 mAh nghĩa là mình có thể sử dụng nó on screen khoảng 9 tiếng. Và theo như một cái thống kê được thực hiện vào năm ngoái hay gì đó, thì trung bình mỗi ngày một người Việt của chúng ta dành ra khoảng 3 tiếng 45 phút để sử dụng smartphone. Và 9 tiếng on screen nghĩa là bạn có thể sử dụng nó 2 ngày. Và bản thân mình cũng như vậy, mình sử dụng cái máy này được khoảng 2 đến 3 ngày sau mỗi lần sạc, mà không cần phải quan tâm nhiều tới cái chuyện pin. Bên cạnh đó thì nói về pin á, cái Galaxy A12 này cũng được trang bị công nghệ sạc 15W. Chính vì vậy cho nên cái thời gian sạc nó cũng không tới nỗi là quá lâu. Theo như những cái bài thử nghiệm của mình thì cái thời gian sạc đầy cho cái viên pin của Galaxy A12 thì đâu đó rơi vào khoảng 2 tiếng hơn thôi. Mà con số này hoàn toàn chấp nhận được đối với cái viên pin lớn như thế này. Phần mềm của Galaxy A12 thì phần mềm của Galaxy A12 thì nó là One UI, thì nó thừa hưởng được tất cả những gì mà Samsung đã phát triển trong gần ấy năm với những cái thiết bị của họ. Và trên Galaxy A12 này thì chúng ta sẽ có một cái giao diện rất là sạch,
rất là dễ nhìn. Khi mà chúng ta cần cái gì, chúng ta có thể dễ dàng đi tìm nó. Ngoài ra trên One UI, mình nhớ là khoảng vài năm trở lại đây thì Samsung bắt đầu họ trang bị tính năng cho phép chúng ta có thể tắt nhanh những animation. Thông thường là phải đi vào cái chế độ developer. Tuy nhiên trên những cái máy của Samsung thì họ bắt đầu mở cái tính năng này ra, cho phép chúng ta tắt nó ngay lập tức và cái việc diễn ra rất là dễ. Đây là cái thiết lập đầu tiên mà mình thực hiện khi mà sử dụng dùng cái thiết bị này. Tại vì cái việc mà cái animation của nó với cái mức cấu hình nó không được cao cho lắm, nó sẽ làm cho cái trải nghiệm của mình cảm giác rất là khó chịu. Và khi mà tắt cái này đi thì mọi chuyện nó để được giải quyết. Mình bấm vào mỗi ứng dụng, chờ khoảng nửa giây, một giây là ứng dụng sẽ được mở lên và không có cái độ trễ. Ít nhất là về mặt cảm giác thì mình cảm thấy dễ chịu hơn. Sau khi nói qua tất cả về những giá trị mà cái máy này mang lại thì mình sẽ chia sẻ thêm một số những cảm nhận, những cái điều mà mình tự nhiên mình nhận ra khi mà mình sử dụng cái Samsung Galaxy A12 này. Nó có ưu điểm và nó có nhược điểm. Đầu tiên là mình sẽ nói về nhược điểm trước đi. Khi mà chúng ta sử dụng một cái chiếc máy giá rẻ như thế này á, thì đôi lúc chúng ta sẽ rơi vào những tình huống mình thật sự cần nó giải quyết nhưng mà nó không thể giải quyết được một cách nhanh chóng. Ví dụ như là một hôm nào đó mình đang đi ở ngoài đường, mình đang bị lạc đường, mình đi vào Google Maps và tìm đường đi á, thì đôi khi cái phản ứng của nó sẽ rất là chậm. Và các bạn có thể biết là chúng ta đang ngoài đường, trộm cướp rồi nắng nôi rồi đủ thứ những chuyện lùm xùm ở ngoài đường mà cái máy của chúng ta lại không giải quyết được cái việc của chúng ta, thì rõ ràng nó là một cái nhược điểm. Ngoài ra thì một số những cái tình huống khác nó cũng như vậy. Ví dụ như là chúng ta cần trả lời một cái email đó rất là gấp mà cái máy này nó lại phản hồi chậm, thì đó là cái điều một chiếc máy giá rẻ như thế này nó không xử lý được, và đó là nhược điểm. Và ưu điểm là như thế nào? Mình bỗng nhận ra cái ưu điểm của việc sử dụng máy giá rẻ đó chính là với cái mức cấu hình không được cao, nó sẽ không đáp ứng được những nhu cầu cao hơn về mặt giải trí. Ví dụ như là chơi những cái tựa game nặng. Chơi game nặng thì chúng ta sẽ tốn rất nhiều thời gian. Ví dụ như Liên Quân không phải là một cái game quá nặng, nhưng mà chơi trên cái thiết bị này thì nó không được cái độ mượt mà để chúng ta có thể tự tin là chúng ta chiến thắng cái trận đó. PUBG Mobile cũng vậy. PUBG Mobile là một tựa game nặng hơn. Tất nhiên là trên những cái máy như Galaxy A12 thì làm việc sẽ rất là mệt mỏi. Nếu mà chơi không tốt thì chúng ta sẽ làm gì? Bản thân mình nếu mà chơi không tốt thì mình sẽ không chơi. Và một tháng vừa qua, cái tần suất mà mình chơi những cái tựa game đó rất là ít. Mình chỉ cài vào những cái tựa game cơ bản để khi mà mình phải chờ đợi ai đó làm cái gì thì mình mở ra, mình chơi nhẹ nhàng một chút, 5 phút, 10 phút, vậy là xong. Còn khi mà mình sử dụng những cái máy cao cấp hơn, nhu cầu của chúng ta nó lại tăng lên, thì đó chúng ta sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc chơi game. Trước đó mình đã xài những cái máy rất là mắc tiền để test thôi, chứ không phải là nó là cái máy của mình. Tuy nhiên mình khi mà sử dụng những cái máy đó thì cái thời gian chơi game mỗi ngày trung bình của mình là khoảng 2-3 tiếng, đó rất là nhiều. Khi mà chúng ta sử dụng một cái điện thoại giá rẻ như là Galaxy A12 thì những cái nhu cầu của chúng ta về mặt cơ bản nó sẽ quay lại như là lúc mà điện thoại ra đời, đó chính là giữ liên lạc, giữ thông tin, chia sẻ với mọi người những cái thông tin của mình, đủ những cái tính năng để chia sẻ, cập nhật thông tin cho nhau, hình ảnh, rồi về pin cũng đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng của chúng ta. Thì đó là những cái cảm nhận của mình khi mà mình sử dụng cái chiếc điện thoại này Galaxy A12 chưa đến 4 triệu trong vòng suốt một tháng qua. Thì nếu anh em đến đây thấy cái video này nó hữu ích và có đồng cái quan điểm với anh em thì anh em nhớ bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của Tinh Tế. Bây giờ thì xin chào và cảm ơn các bạn. Mình là Minh Chí ở đây trên mạng xã hội tinh tế.vn.